Giờ Nam gửi lời chào đến tất cả khách hàng. Thì hôm nay Giờ Nam.com có về một cái mẫu giày mang cái mã số ở phần này 2303. Như anh em quan sát thì tôi muốn quay một chút cái thước video để cho anh em ở xa có thể trải nghiệm chi tiết hơn về sản phẩm. Thì đây là một đôi giày khá là nhẹ và mềm. Cái phần đế không phải làm bằng cao su toàn bộ anh em nhé. Tức là sự có sự kết hợp giữa cao su và bút, cho nên nó có cái độ đàn hồi và mềm khá là tốt, chống sụt nún rất là tốt. Đó. Thứ hai là đôi giày này cũng khá là mềm, không mềm hẳn nhé. Nói chung là ở đây mình bóp vào như này thì mình thấy là nó cũng không gập được hẳn vào đâu, nó chỉ gập được một cái mức độ vừa phải thôi. Đó. Xong mình thả ra thì nó lại đàn hồi, thì chứng tỏ là cái da này nó có cái khả năng đàn hồi khá là tốt. Đây là dạng da hạt anh em nhé. Đó. Ok. Cảm ơn anh em rất nhiều đã dành thời gian xem video.